Không được bày bán công khai, nhưng bột nhừ đang trở thành bí quyết làm mềm xương, mềm thịt, vừa nhanh vừa ngon tại nhiều quán ăn, cửa hàng chế biến đồ ăn sẵn. Thậm chí cả khi luộc lạc, luộc ngô, khoai, sắn, người ta cũng dùng loại bột này để rút ngắn thời gian chế biến. Trên thực tế, bột làm nhừ không phải là khái niệm xa lạ với người tiêu dùng. Nhưng khi sử dụng trong chế biến thực phẩm, cần phải đảm bảo những quy định nghiêm ngặt về chất lượng. Trong thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện thông tin nhiều hàng ăn sử dụng bột nhừ siêu tốc trong quá trình chế biến để thực phẩm nhanh chín và nhanh mềm hơn. Cục An toàn Thực phẩm đã lấy mẫu một số bột nhừ được bán trên thị trường để kiểm tra. Theo kết quả kiểm nghiệm, đây là loại phụ gia được sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc lạm dụng loại phụ gia này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. Và điều đáng lo ngại là nhiều loại bột nhừ được bày bán trên thị trường đều là những mặt hàng trôi nổi, không có nguồn gốc, xuất xứ. Có thể nói hiện nay người ta muốn làm cho thực phẩm nó nhanh nhừ, thì người ta có thể dùng các chất hỗ trợ làm cho nó nhanh nhừ. Tức là nó tăng cái phân hủy chất đạm, protein ở trong rất là sản phẩm động vật. Thế thì có thể chia ra mấy loại sau. Cái nhất là loại phụ gia tổng hợp. Đấy. Cái thứ hai là loại mà từ tự nhiên. Đấy. Vì tự nhiên tức là người ta lấy các sản phẩm từ thực vật, ví dụ như từ cây quả đu đủ, thế rồi từ một số các thảo dược khác, đấy, nó có thể hỗ trợ làm nhừ nhanh. Thế nhưng cái mà tiện ích nhanh lợi mà hiện nay ngoài thị trường phổ biến đó là những cái phụ gia tổng hợp, đấy, mà trong đó có những cái chất chủ yếu là bicarbonate. Thế nhưng một cái nguy cơ là gì? Nguy cơ là người ta dùng những cái chất làm nhừ nó không nằm trong danh mục cho phép. Đấy. Ví dụ là trên thị trường trôi nổi có thể đến hàng chục loại. Đấy. Kể ra thì không hết được. Thế thì đó là những cái chất mà nó gây độc hại. Bột nhừ là một trong những tên gọi của muối natri hydrocarbonate NaHCO3. Loại phụ gia này có tác dụng điều chỉnh độ chua, chống đông vón và tạo xốp. Mục đích sử dụng đúng như tên gọi của phụ gia này là giúp thực phẩm nhanh nhừ, tiết kiệm thời gian và năng lượng đun nấu. Nếu sử dụng đúng liều lượng, phụ gia này không có độc tính và nằm trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Bột nhừ siêu tốc thì thật ra cái tên này là tên gọi dân dã, còn cái tên thực ra là các cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm nghiệm rồi, thì đấy là một cái mình dùng là gọi là natri bicarbonate hoặc là natri hydrocarbonate hoặc là gọi tên chung là soda đấy. Đấy thì là những cái chất mà nó có cái thật ra là nó cũng được dùng đấy, được dùng để chế biến thực phẩm. Nó có cái tính chất là làm nở và tạo độ xốp cho sản phẩm, ví dụ như là làm nở bánh mì chẳng hạn, người ta hay dùng cái đấy, hoặc là tạo độ xốp cho sản phẩm, hoặc là để là nó để mà nó đồng hóa đấy, nó chống đông vón sản phẩm. Thế thì đấy, cái thì về mặt ưu điểm tức là nếu anh làm đúng những cái phụ gia mà theo quy định của Bộ Y tế cho phép hoặc là của Codex cho phép thì rất tốt, bởi vì nó hỗ trợ hãy làm cho nhanh. Ví dụ như thịt bò mà mình nấu mà không có chất gia vị để hỗ trợ làm nhừ thì ăn nó không ngon. Đấy. Thế rồi cái thứ hai nữa là nó thời gian chế biến thì nó nhanh hơn. Đấy. Thế thì đấy là cái về ưu điểm. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường lại xuất hiện khá nhiều các loại bột nhừ giá rất rẻ, không rõ nguồn gốc, nhãn mác, hoặc có nhãn mác thì cũng không có phụ đề tiếng Việt hoặc có các hướng dẫn sử dụng cụ thể. Tại các chợ như chợ Bưởi, chợ Đồng Xuân hay chợ Hôm, người tiêu dùng dễ dàng tìm mua được bột nhừ với nhiều mức giá khác nhau, từ 20 đến 25.000 đồng một kg. Tất cả các loại này đều không có nguồn gốc, xuất xứ và hướng dẫn sử dụng cụ thể. Cái đó mà tôi cho là không đảm bảo. Đấy, mua trôi nổi là không đảm bảo. Đấy, phải được. Ví dụ như cái cửa hàng đó bán bột nhừ phải tên bột là gì? Đấy. Tên loại 1, loại 2, các loại thì các từng loại một là đều được phải được Cục Thực phẩm cho phép và công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Đấy, thì tôi cho mới là đảm bảo, bởi vì cục có chịu trách nhiệm người ta sẽ đảm bảo cái đó nó an toàn, chất lượng và hiệu quả hay không. Chứ còn cứ bán trôi nổi như trên các phố đông thì tôi cho là rất nguy hiểm. Hiện nay tại nhiều cửa hàng, bột nhừ được mua để dùng trong chế biến khá nhiều loại thực phẩm. Trong đó dùng bột nhừ để ninh xương là phổ biến nhất. Thông thường, tại các quán phở, nếu hầm 4 đến 5 kg xương bò theo cách thông thường thì phải mất khoảng 5 đến 6 giờ mới mềm và ra hết chất. Tuy nhiên, chỉ cần thêm 1 đến 2 thìa bột nhừ thì chỉ khoảng 30 phút là đã có được nồi nước dùng thơm ngon và rất trong. Nếu dùng bột nhừ hầm thịt, gân, đuôi bò hay chân giò heo, ngoài việc nhanh mềm, thịt còn có độ dẻo rất ngon. Tương tự như tác dụng làm nhừ xương, nếu có thêm bột này vào đỗ đèn sẽ bở tơi. Vì thế những cửa hàng bán chè cũng là đối tượng có nhu cầu sử dụng bột nhừ. Bột nhừ cũng là loại bột được các chủ kiosk, các quán bún phở, quán cơm bình dân chế biến đồ ăn sẵn. Ngay cả những hàng bán ngô luộc, khoai sắn luộc cũng thường xuyên mua bột nhừ này về sử dụng. Vừa làm thức ăn nhanh nhừ, vừa trữ nước, giúp thực phẩm nặng cân hơn và kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm. Không những thế, bột nhừ còn được hòa thêm vào bột làm bánh bao, bánh chuối, bánh khoai. Để các loại bánh này có độ phồng, tạo xốp. Thời gian gần đây, trước thông tin bột nhừ bán tại các chợ có chất độc hại cho người sử dụng, Cục An toàn Thực phẩm đã lấy 4 mẫu bột nhừ trên thị trường để kiểm tra. Kết quả định danh thành phẩm của sản phẩm cho thấy 2 trên 4 mẫu là natri bicarbonat, 1 trên 4 mẫu là natri carbonat, 1 trên 4 mẫu loại không rõ nguồn gốc là muối nitrat, hàm lượng 79,63%. Như vậy, cả 4 mẫu trên đều được định danh nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm. Nhóm điều chỉnh độ axit, chống đồng vón tạo xốp. Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm. Thế nhưng mà ở trong cái trường hợp là dùng cái bột nhừ siêu tốc là người ta cũng quy định là một là cái đấy, cái bột nhừ đấy là cái tiếng dân dã, còn là dùng ribicarbonat với natri hydrocarbonat đấy, thì là dùng là một đấy, là độ tinh khiết phải rất là cao, loại dùng cho thực phẩm đấy. Hai là phải dùng có một cái tỷ lệ nhất định và đối với các cái loại sản phẩm nhất định đấy, chứ không phải là cứ đúng cái tên đấy là mình dùng được tên đấy nhưng mà cái chất lượng nó không tốt và nó còn rất là nhiều tạp chất ở đấy. Đấy, thì là chỉ dùng trong công nghiệp thì người ta còn thể dùng là chất tẩy rửa, người ta dùng cũng là dùng cái chất này để người tẩy chẳng hạn, thì người ta vẫn dùng nó, nhưng mà dùng trong công nghiệp cho nên là tuy rằng là được dùng nhưng mà mình phải quan tâm thứ nhất là đến cái nguồn gốc xuất xứ của nó, hai nữa là cái độ tinh khiết của cái chất đấy có được dùng trong thực phẩm hay không, hay là nó chỉ được dùng trong công nghiệp. Đấy là cái quan trọng nhất. Thứ hai nữa là dùng thì cũng là với một cái tỷ lệ là người ta theo quy định. Đấy, thì cho nên là việc mà dùng một cách tràn lan này, nhưng hiện nay trên thị trường không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ, và vì thế chứng biết chất lượng nó thế nào, nó là loại dùng trong công nghiệp hay là loại dùng trong thực phẩm thì không phân biệt được, đúng không? Cho nên đấy là một cái mối nguy. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các hóa chất khác cùng loại như natri carbonat thì tuyệt đối không được cho vào thực phẩm. Đây là những sản phẩm tẩy rửa, vệ sinh và làm sạch bề mặt các vật dụng sinh hoạt, thường được chế biến từ sản phẩm hóa chất có độ tinh khiết không cao, chứa nhiều tạp chất như kim loại nặng, chì, arsen, thủy ngân, cadmium, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe, tính mạng nếu ăn uống phải.
Nguy cơ với nó tức là nếu mà cái này là dùng ở trong công nghiệp ấy thì chúng ta thấy là nó là có dư lượng của một số cái kim loại nặng ở trong cái chất này. Đấy, và nó nếu mà dùng cái loại mà dùng trong công nghiệp ấy thì nó thể dùng là làm chất tẩy. Đấy, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của người tiêu dùng đấy. Nếu mà ăn nhiều thì nó có cái chất tẩy ấy, thì làm ảnh hưởng dạ dày, và đồng thời thì họ cũng nói là nó sẽ hạn chế cái gây cái ức chế cái sự hấp thu phốt pho và canxi của cơ thể. Mà ức chế hấp thu canxi và phốt pho thì nó làm cho cái hệ xương của mình cũng bị yếu. Kể cả ví dụ như những người mà có cái cơ địa hoặc có cái tiền sử bị viêm loét đường tiêu hóa rồi, nhất là dạ dày đấy, mà dùng vào thì lại rất nguy hiểm. Đấy, cái thứ hai là nếu nó ngấm vào trong máu, nó đi tới các cơ quan bộ phận thì những cái cơ quan bị ảnh hưởng đầu tiên là gì? Là gan, là thận, là tế bào máu, thậm chí các tế bào dễ bị tổn thương như tế bào não. Đấy, nếu mà dùng các chất mà nó có lẫn độc hại thì nó cũng nguy hiểm. Thế và cái thứ ba là nó không những nó gây ra cái độc cấp tính của những cơ quan trên, nó có thể tích lũy lại đến một mức nào đó. Đấy, nó gây ra nguy hiểm. Đấy. Nói ví dụ anh cứ dùng phụ gia mặc dù rất ít, nhưng mà có những loại hóa chất, bởi vì hiện nay hàng nghìn loại hóa chất. Đấy. Và hàng trăm loại có thể gây ra làm nhừ. Đấy. Thì nó vào, nó đào thải ra ngoài một tỷ lệ, còn nó giữ lại cơ thể một tỷ lệ. Đấy. Thế thì nó cứ tích 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 lại đến khi nó đủ một cái hàm lượng, thì lúc đó nó gây ra đột biến tế bào. Đấy, mà đột biến tế bào tức là đột biến các ADN, mà đột biến ADN tức là gây cho tế bào phát triển hỗn loạn lên, thì đấy chính là mầm mống của các u ác tính.